Chào mừng các bạn đến với hành trình khám phá thế giới hoang dã. Hãy chuẩn bị tinh thần, vì hôm nay chúng ta sẽ đối mặt với một trong những kẻ săn mồi mạnh mẽ nhất của rừng sâu, loài gấu. Với sức mạnh khủng khiếp và bản năng săn mồi tuyệt vời, gấu không chỉ là những kẻ thống trị của rừng rậm mà còn là biểu tượng của sự dũng mãnh và quyền uy. Với thân hình to lớn và bộ lông dày, gấu có thể sống sót qua mùa đông lạnh giá và kiếm ăn trong những điều kiện khắc nghiệt nhất. Trong vương quốc băng giá của Bắc Cực, gấu Bắc Cực Ursus Maritimus thống trị với thân hình to lớn và sức mạnh vô song. Con đực trưởng thành có thể đạt tới 700 km và dài đến 3 mét, khiến chúng trở thành loài gấu lớn nhất và cũng là loài động vật ăn thịt sống trên cạn lớn nhất. Với lớp lông trắng dày và sức mạnh phi thường, chúng di chuyển qua những khối băng trôi, săn lùng hải cẩu để tồn tại trong môi trường khắc nghiệt nhất trên hành tinh. Một huyền thoại sống ở Alaska, con gấu nâu Kodiak nặng tới 1.134 kg đã ghi danh vào lịch sử như con gấu nặng nhất từng được ghi nhận. Với kích thước khổng lồ này, gấu Kodiak không chỉ là một biểu tượng của sức mạnh và quyền uy mà còn thể hiện sự thích nghi tuyệt vời với môi trường giàu thức ăn xung quanh quần đảo Kodiak. Chúng ta có thể thấy một trong những khoảnh khắc đáng kinh ngạc của tự nhiên. Gấu bắt cá. Sự chính xác và kiên nhẫn của chúng thật đáng nể. Không chỉ là những kẻ săn mồi, gấu còn là những người thu thập tài ba. Những quả dại và mật ong là món ăn ưa thích của chúng. Gấu Bắc Cực không chỉ lớn mà còn là những nhà du hành phi thường. Để tìm kiếm thức ăn trong môi trường băng giá khắc nghiệt, chúng có thể di chuyển hàng ngàn km. Khả năng bơi liên tục trong nước biển lạnh giá hàng trăm km để tìm kiếm băng săn mồi là minh chứng cho sự bền bỉ và dẻo dai của loài gấu này. Trong những khu rừng rậm Bắc Mỹ, gấu đen Mỹ Ursus Americanus thể hiện kỹ năng leo trèo đỉnh cao. Những bộ móng sắc bén và sức mạnh cơ bắp cho phép chúng leo lên cây một cách dễ dàng, tìm kiếm quả mọng và mật ong hoặc thoát khỏi những kẻ thù nguy hiểm. Cảnh tượng một con gấu đen leo lên thân cây cao thật sự là một hình ảnh đẹp và ấn tượng của thiên nhiên. Ở Slovakia, một con gấu nâu tên Andreas đã sống tới 50 tuổi, lập kỷ lục về tuổi thọ của loài gấu sống trong điều kiện nuôi nhốt. Andreas không chỉ là minh chứng cho sự chăm sóc tuyệt vời mà còn cho thấy khả năng thích nghi và sức sống bền bỉ của loài gấu nâu trong môi trường nhân tạo. Gấu Bắc Cực không chỉ nổi bật với kích thước mà còn với khứu giác cực kỳ phát triển. Chúng có thể ngửi thấy mùi con mồi từ khoảng cách hơn 1,6 km và dưới lớp băng dày tới 1 mét. Khả năng này giúp chúng săn tìm hải cẩu một cách hiệu quả, đảm bảo nguồn dinh dưỡng cần thiết để sống sót trong môi trường băng giá. Gấu xám Ursus Arctos horribilis có thể đạt tốc độ chạy lên tới 56 km/h trong khoảng cách ngắn, nhanh hơn cả vận động viên điền kinh. Khi cần, chúng có thể chuyển từ dáng đi chậm rãi sang những bước chạy nhanh như tia chớp, giúp chúng săn mồi hoặc thoát khỏi nguy hiểm một cách hiệu quả. Khi mùa đông lạnh giá đến, gấu đen Mỹ Ursus Americanus chuẩn bị cho một kỳ ngủ đông dài từ 5 đến 7 tháng. Trong suốt thời gian này, chúng không ăn uống hay đi vệ sinh. Thay vào đó, cơ thể chúng trải qua những điều chỉnh sinh học đặc biệt, sống sót nhờ lớp mỡ tích trữ từ mùa hè và mùa thu. Đây là một kỳ tích sinh tồn đầy ấn tượng trong thế giới động vật. Gấu thường có mùa giao phối vào những tháng mùa hè, từ tháng 5 đến tháng 7. Trong giai đoạn này, con đực sẽ di chuyển rộng rãi để tìm kiếm bạn tình và những cuộc đụng độ giữa các con đực để giành quyền giao phối là cảnh tượng phổ biến. Những con gấu đực thường thể hiện sức mạnh và kích thước của mình để thu hút con cái. Sau khi giao phối, trứng đực thụ tinh sẽ không phát triển ngay lập tức mà trải qua giai đoạn gọi là trì hoãn cấy ghép. Điều này giúp đảm bảo rằng con cái sẽ sinh con vào mùa đông khi chúng đang ở trong hang ngủ đông an toàn. Khi mùa đông đến, gấu cái sẽ tìm kiếm một hang động ấm áp để bắt đầu kỳ ngủ đông của mình. Trong suốt thời gian này, phôi sẽ bắt đầu phát triển và gấu cái sẽ sinh con vào giữa kỳ ngủ đông, thường vào tháng 1 hoặc tháng 2. Gấu con sinh ra rất nhỏ bé và mỏng manh, chỉ nặng khoảng 450-680 g và hoàn toàn phụ thuộc vào mẹ. Dù mẹ gấu đang ngủ đông, cơ thể của nó vẫn sản xuất sữa giàu dinh dưỡng để nuôi con, giúp chúng phát triển mạnh mẽ trong những tháng đầu đời. Việc chăm sóc gấu con là một nhiệm vụ đầy thách thức và trách nhiệm lớn lao đối với gấu mẹ. Khi mùa xuân đến và gấu mẹ cùng con rời khỏi hang, những chú gấu con sẽ bắt đầu khám phá thế giới xung quanh dưới sự giám sát cẩn thận của mẹ. Gấu mẹ dạy con cách tìm kiếm thức ăn, leo trèo và tránh các mối nguy hiểm. Quá trình học hỏi này kéo dài khoảng 2 năm. Trong thời gian đó, gấu con sẽ học được những kỹ năng sinh tồn cần thiết. Sự chăm sóc tận tụy và kiên nhẫn của mẹ gấu đảm bảo rằng gấu con có một khởi đầu tốt nhất để tồn tại trong môi trường hoang dã khắc nghiệt. Là những kẻ săn mồi đỉnh cao, gấu giúp duy trì sự cân bằng tự nhiên bằng cách kiểm soát số lượng con mồi, từ đó bảo vệ sự đa dạng sinh học. Chúng cũng là những người làm vườn của rừng khi phân tán hạt giống qua phân của mình, thúc đẩy sự phát triển của thực vật. Tuy nhiên, do sự xâm lấn của con người và biến đổi khí hậu, nhiều loài gấu đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng. Các hoạt động bảo tồn trở nên vô cùng cấp thiết.
Từ việc thiết lập các khu bảo tồn thiên nhiên đến các chương trình gây giống trong môi trường nuôi nhốt và giáo dục cộng đồng về tầm quan trọng của gấu trong hệ sinh thái. Nếu bạn yêu thích hành trình khám phá này, hãy nhấn nút like, chia sẻ video và đăng ký kênh của chúng tôi để không bỏ lỡ những câu chuyện kỳ thú về thế giới tự nhiên. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.